Xin chào tất cả các bạn, mình là Tony Đức. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn giải con Rubik 3x3 gương tầng 2 này. Cái video trước mình đã giải Rubik 3x3 gương tầng 1 rồi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn giải con Rubik 3x3 gương này nha. Trước khi giải thì mình sẽ lưu ý ở Rubik 3x3 gương tầng 2 này. Nếu mà các bạn sẽ chọn cái tâm này, tâm cuối cùng là tâm màu vàng, chắc chắn là tâm màu vàng rồi. Thì nếu mà có một cái tâm màu vàng trùng với cạnh màu vàng xa nha các bạn là không được. Mới cả các bạn đưa cái viên góc này về không, nó không được nha các bạn. Thì cái viên tâm này trùng, nếu mà có tất cả màu vàng trên thì chắc chắn về cái viên cạnh này mà xa ở chắc chắn ở dưới rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành giải cái con Rubik 3x3 gương tầng 2 này. Thì mình sẽ chọn cái tâm hay một cái cạnh này, thì mình sẽ đưa bên nào cũng được nha các bạn, bởi vì nó không có màu. Mình sẽ thử đưa bên trái nha các bạn. Mình sẽ làm công thức này: U phải, L phải, U, L, U phải, F, U, F phải. Sau khi làm xong thì mình đã được một cái viên cạnh này đúng này. Thì tiếp theo mình sẽ thử ướng viên cạnh này này. Trước khi ướng thì mình đã được một cái viên cạnh này về thử đúng, nhưng mà nó bằng tâm màu vàng nha các bạn, thì mình sẽ không chọn. Bây giờ mình sẽ chọn cái viên cạnh này. Ở đây mình có viên cạnh này trùng với tâm này là không bằng nhau, thì mình sẽ đưa qua này. Ở đây mình có viên cạnh này trùng với tâm này cũng không bằng nhau, thì mình sẽ đưa sang tiếp này. Thì ở đây mình có viên cạnh này không bằng nhau, mình sẽ đưa qua này. Thì ở đây có viên cạnh này bằng nhau thì mình sẽ đưa về đây nha các bạn, bởi vì nếu viên này to chắc chắn phải đưa về bên phải, nếu mà đưa về bên trái là không được nha các bạn. Thì mình sẽ làm công thức này. Nếu mà nhá, viên cạnh trước khi làm công thức thì viên cạnh trùng viên tâm này thì nó phải đúng vị trí nha các bạn. Nếu mà không đúng vị trí thì chắc chắn nó không giải ra được nha các bạn. Đây mình sẽ làm công thức này: U, R, U phải, R phải, U phải, F phải, U, F. Sau khi làm xong thì đấy mình nói chuẩn, thì bên cạnh này chắc chắn nó ở bên tay phải rồi, thì nó đúng luôn này. Tiếp theo mình sẽ chọn viên tiếp theo này. Đây mình thử chọn bên cạnh này, thì viên cạnh này trùng với tâm này không được thì mình sẽ đưa qua này. Giống viên cạnh này trùng với tâm này được này, chắc chắn mình sẽ đưa về đây, bởi vì viên này nhỏ chắc chắn đưa về chỗ nhỏ là đúng, còn nếu mà đưa về viên to là sai nha các bạn. Mình sẽ làm công thức bên phải này: U, R, U phải, R phải, U phải, F phải, U phải, F. Sau khi làm xong thì nó không được nha các bạn, thì mình sẽ lựa chọn cái khác. Thì cái viên này mình lúc này mình cứ tưởng viên này nhỏ nên cứ tưởng viên này nhỏ thì đưa về viên này, ai ngờ sai thì kệ nó nha các bạn. Thì mình sẽ tìm thử cái viên này là mình sẽ viên cạnh này trùng với tâm này sai này, mình sẽ đưa qua này. Viên cạnh này trùng với tâm này sai, mình sẽ đưa qua tiếp này. Viên cạnh này trùng với tâm này sai, mình sẽ đưa qua tiếp này. Thì ở đây thì mình đã có một cái, trước khi đưa cái viên này sang bên này thì mình đã có được cái viên cạnh này đúng rồi nha các bạn, nhưng mà nó trùng bằng phẳng mặt vàng bằng, thì chắc chắn viên này là tập 3 nha các bạn. Mình sẽ đưa qua tiếp này. Nếu mà một viên này quay 4 lần nó không ra ấy, thì các bạn sẽ thử cái viên khác nha. Nếu mà viên khác cũng không được thì các bạn chắc chắn chỉ có ở viên ở dưới nha các bạn. Đây mình thử viên này trùng với tâm này sai này, sẽ đưa qua. Viên này trùng với tâm này sai này, sẽ đưa qua này. Nếu mà viên này trùng với tâm này nó sai thì sẽ đưa qua tiếp này. Viên này trùng với tâm này nó cũng sai thì sẽ đưa qua tiếp. Nếu mà 4 viên này sai thì mình sẽ chắc chắn chỉ có 2 cái viên này đó ở dưới đây nha các bạn. Ở trên này toàn viên cạnh màu vàng nha các bạn. Thì viên cạnh là bên tay phải, chắc chắn là bên tay phải trái này, bởi vì cái viên này nó không đúng vị trí nên chắc chắn bên tay trái. Còn viên bên trái chắc chắn là bên tay phải nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đưa cái viên tay trái lên, xong rồi mình sẽ làm công thức này.
Mình sẽ làm công thức lại. U phải R phải R phải U phải F phải U phải. F sau khi làm xong thì mình đưa được lên, hoặc nếu mà các bạn nào không thích thì các bạn đưa về luôn, thì mình chả còn thế, mình sẽ đưa hai cả hai bên luôn. Thì ngày mai các bạn xảy ra trong trường hợp thứ nhất hoặc là trường hợp thứ hai thì làm sao làm nhỉ? U phải L phải U L L U F U phải F phải. Sau khi làm xong thì mình đã đưa được cả hai cái viên này, thì mình sẽ tìm thử cái viên này, viên này đúng rồi này, nó trồ lên nha các bạn, nhô lên này. Đó, nó nhô lên chắc chắn nó ở tầng 2 rồi. Thì viên này chắc chắn là bên phải, bởi vì có một cái bên cạnh ở đây đúng rồi thì nó ở bên tay phải. Mình sẽ làm công thức này. U R U phải R phải U phải F phải U phải F. Sau khi làm xong thì viên cạnh này là đúng luôn này. Đấy, thì mình sẽ còn lại một viên cạnh nữa thôi nha các bạn. Thì mình sẽ tìm cái viên này. Viên này trùng với tâm này là sai này. Đấy, viên này trùng với tâm này là đúng nha các bạn. Chắc chắn nó ở bên tay phải, bởi vì cái viên cạnh này có rồi, đúng luôn vị trí nha các bạn. Thế bây giờ mình sẽ làm nó. U R U phải R phải U phải F phải U F. Sau khi làm xong thì nó đã đúng được viên cạnh này. Cái hai viên cạnh này trùng tâm đúng à? Bốn cái tâm này bằng nhau, bốn cái tâm với cả viên cạnh bằng nhau hết này, giống cái con rô ích quanh ba thôi rồi, nó bằng giống nhau, có nghĩa là bằng nhau nha các bạn. Ở trong rô ích gương quanh ba là thế. Thì video của mình trước khi kết thúc thì mình sẽ nói luôn này, cái con rô ích ba nhân ba gương là cái viên cạnh này nhá, nó đây cái viên này cạnh là to, viên cạnh này nhỏ thì kệ nó nha các bạn. Thì viên cạnh nó to, viên cạnh nó nhỏ thì kệ nó nha các bạn. Giống tầng 1 đây, viên cạnh to, viên cạnh nhỏ thì kệ nó. Thì đằng nào các bạn cũng giải nha các bạn. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ và nhấn nút thông báo để ủng hộ mình nha. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.